Chúng ta sẽ tiếp tục chữa các bài toán thuộc cấp độ 2, ôn thi vào cấp 2 với chủ đề là phép chia hết và phép chia có dư. Cấp độ 2 này thì tương đối là khó, khó hơn một chút. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm bài. Bài số 1, Một năm có số ngày chủ nhật bằng số ngày thứ hai và nhiều hơn số ngày thứ ba. Hỏi ngày mùng 1 tháng 4 của năm đó là thứ mấy? Trước hết chúng ta chú ý cho thầy. Một năm bình thường là chúng ta sẽ có là 365 ngày. Đúng không nào? 365 thầy thử chia cho 7 thì cái này quen thuộc chúng ta sẽ có là 52 tuần và dư ra một ngày chúng ta chú ý cho thầy cái chi tiết là 52 tuần như vậy là mỗi một tuần thì nó từ thứ hai cho đến chủ nhật do đó là 52 tuần thì nó sẽ xuất hiện 52 lần thứ hai 52 lần thứ ba vân 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 đến 52 lần chủ nhật và dư ra một thứ nào đó nó xuất hiện thêm một lần nữa Tuy nhiên ở đây đề bài lại nói rằng là số ngày chủ nhật bằng số ngày thứ hai và nhiều hơn số ngày thứ ba như vậy là có hai cái ngày mà nó nhiều hơn những ngày còn lại đúng không do đó bình thường nếu mà 365 nó chỉ có một ngày nhiều hơn những ngày còn lại thôi như ở đây lại có hai ngày do đó cái năm này chúng ta sẽ thấy phải là năm nhuận và có 366 ngày và chúng ta sẽ thấy là hai cái ngày dư ra đấy nó chính là chủ nhật và thứ hai và để dư ra hai ngày chủ nhật với hai thì nó bắt đầu cũng phải là ngày chủ nhật đúng không nào như vậy ngày mùng 1 tháng 1 là chủ nhật. Chúng ta sẽ có ngày mùng 1 tháng 2, sau đó đến mùng 1 tháng 3 và đến mùng 1 tháng 4. Từ mùng 1 tháng 1, chỗ này đến mùng 1 tháng 2 là 31 ngày. Chỗ này là năm nhuận nên là 29 ngày. Và chỗ này chúng ta sẽ có là 31 ngày. Thầy cộng 31 cộng 29 cộng 31. 31 cộng 29 rồi cộng với 31 chúng ta sẽ được là 91 ngày. Và 91 này nó chia hết cho 7. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là có vừa vặn chỗ này 91 chia 7 là bằng 13. Như vậy sau 10 đúng 13 tuần thì nó sẽ đến mùng 1 tháng 4. Vậy chúng ta sẽ thấy mùng 1 tháng 4 cũng là ngày chủ nhật. Chúng ta điền đáp số đó là ngày chủ nhật. Tiếp theo, chúng ta sẽ có bài số 2. Bài số 2 này thì thầy đã hướng dẫn ở lớp rồi. Chúng ta sẽ có cái cách làm. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn lại chi tiết hơn cái cách làm để các bạn có thể ôn lại. Ở đây có 2014 chữ số 7, vậy thầy viết 7777. Đó. Bây giờ đề bài bảo rằng là phải cộng thêm vào ít nhất bao nhiêu đơn vị, giả sử là cộng thêm a đơn vị, vậy chúng ta sẽ có cái số này. Và chúng ta được một số chia hết cho 21. Chúng ta thấy là 21 ở đây nó sẽ tách thành 3 nhân 7. Như vậy, cái số 7777 2014 chữ số 7 Cộng thêm A đơn vị thì phải chia hết cho cả 3 và 7. Các bạn sẽ lăn tan một chút là bởi vì chúng ta không được học dấu hiệu cho 7. Tuy nhiên đừng hoang mang. Cái A này, A lớn này là bản thân A lớn đã chia hết cho 7 rồi. Đúng không? tôm Số gồm toàn chữ số 7 thì nó sẽ chia hết cho 7. Nên là A lớn chia cho 7. Vậy thì A nhỏ cũng sẽ phải chia hết cho 7. Đúng không? chúng ta đang chia hết rồi mà muốn lấy thêm vào để vẫn có thể chia hết thì cái phần lấy thêm đó cũng phải chia hết bây giờ thầy sẽ phân tích cái a lớn này chia 3 dư mấy nhá tổng các chữ số của a lớn sẽ là 7 nhân với 2014 các bạn có thể tính cụ thể cái kết quả này ra hoặc là chúng ta lại khéo léo lấy 2014 này chúng ta chia cho 3 thì chúng ta thấy là 2 cộng 1 cộng 4 7 chia 3 dư mấy nhỉ uh, chia 3 là dư 1 đúng không chia 3 dư 1 nhân với 7 này thì nó sẽ chia 3 dư mấy? Ờ, chúng ta sẽ thấy là chia 3 dư 1. Chia 3 dư 1. Điều này sẽ dẫn chúng ta đến là a chia 3 dư 1. a lớn chia 3 dư 1. Vậy cái a nhỏ, cái phần thêm vào phải chia 3 dư mấy? a nhỏ phải chia 3 dư 2. Ok. Bây giờ chúng ta thấy nó phải thỏa mãn hai điều kiện một là a lớn a nhỏ chia cho 7 2 là a nhỏ chia 3 dư 2 chúng ta sẽ làm cách liệt kê để chọn ra cái số nhỏ nhất thỏa mãn chúng ta nên liệt kê cái dãy này trước bởi vì là khoảng cách của nó là bằng 7 thì nó sẽ dễ hơn để khi liệt kê chúng ta sẽ có a bằng 7 bằng 0 thì không được rồi đúng không 7 14 21 28 vân vân hãy chọn ra số đầu tiên trong dãy này chia 3 dư 2 thì đó là số 14 chúng ta có đáp số đó là số 14 như vậy chúng ta cùng nhau nhắc lại cách làm đầu tiên là chúng ta sẽ cộng thêm a nếu mà bài toán là bớt đi thì chúng ta sẽ trừ đi a và chúng ta phân tích cái số ban đầu này, này nó chia hết cho 37 như thế nào phải tách được 21 ra thành 3 và 7 phân tích cái số ban đầu nó chia hết cho 3 hay là chia hết cho 7 hay là chia 3 chia 7 dư bao nhiêu bây giờ thầy sẽ tiếp tục với bài số 3 bắt đầu từ bài 3 này rồi đi nó cùng dạng với bài 2 nên thầy sẽ làm rất nhanh Chúng ta thấy là bản thân cái số này 7, 7, 7, 7 Đây Cộng với A thêm vào Chia hết cho 63 63 lúc này tách thành 7 và 9 Vậy cái số này nó chia hết cho 7 Nhá yeah. Cái này là A đi Thì A lớn chia hết cho 7 Nên là chúng ta suy ra A nhỏ cũng phải chia cho 7 Còn cái A lớn này có tổng các chữ số là 7 Nhân với 2014 7 x 2014 chúng ta xét Chia cho 10, cho 9 đi 2014 chia 9 dư 7, 7, 7, 4, 9 chia cho 9 là dư mấy nha dư 4, như vậy chúng ta sẽ suy ra cái A nhỏ này chia 9 dư mấy, thêm vào đang dư 4, muốn thêm vào để chia hết thì A nhỏ sẽ chia 9 dư 5 bây giờ chúng ta thấy có hai điều kiện này hãy lấy kê, dãy mà chia 9 dư 5 nó là 5, 14 21 22 uh, không thầy xin lỗi 5 14 23 32 vân vân Thế thì lấy cái số 14 này nó thỏa mãn điều kiện chia cho 7 chúng ta cũng có đáp số 14 bây giờ thầy sẽ tiếp tục với bài số 4 bài số 4 là cái số 78 78 8 này 7, 8, 78 78 bớt đi vậy trừ đi a thì sẽ được một số chia hết cho 65 thầy tách cái 65 này thành 5 nhân với 13 chúng ta quan sát cái bản thân cái A lớn này thì A lớn này nó đã chia hết cho 13 rồi vì sao nó chia hết cho 13 vì 78 đem chia ra 13 thì được 6 sau đó lại 78 78 như vậy chia hết cho 13 thì lúc này thầy suy ra A nhỏ cũng phải chia hết cho 13 tiếp theo chúng ta thấy A lớn chia 5 dư mấy rất dễ chữ số tận cùng là 8 vậy chia 5 dư 3 nên là A nhỏ cũng sẽ phải chia 5 dư 3 chúng ta chú ý nhá ở đây là bớt đi như vậy là chúng ta đang có chia 5 dưới 3 thì cái phần mà chúng ta trừ đi ấy, nó cũng phải chia 5 dưới 3 bây giờ chúng ta hãy gộp lại chúng ta tính thầy sẽ liệt kê cái dãy trên này trước A sẽ bằng 13 26 39 vân vân ô oh, lấy luôn được 13 rồi này các em đấy vậy số nhỏ nhất ở đây là 13 bây giờ thầy có bài số 5 Bài số 5 là cái số này cần thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số chia hết cho 55 thì cái số của chúng ta là 22222222. Bao nhiêu chữ số 2? 2015 chữ số 2. 2015 chữ số 2. Và thêm vào a đơn vị để được số chia hết cho 55. Thầy tách 55 thành 5 nhân 11. Bây giờ bản thân cái số a lớn này chia 11 xem nào. 22 thì chia hết cho 11 22 chia cho 11. Như vậy cứ hai chữ số 2 ghép lại sẽ chia cho 11. Nhưng ở đây lại có 2015 chữ số nên nó lẻ ra một cái 2 ở cuối và chúng ta sẽ thấy là cái anh A này A chia 11 sẽ dư 2. Nên là anh A nhỏ này sẽ chia 11 sẽ phải dư mấy? Dư mấy nào cả lớp? Dư 9. Rồi. Bây giờ xét A này chia 5 hiển nhiên nhìn thấy ngay là dư 2. Đúng không? Dư 2 này. Vậy thì cái A nhỏ này phải chia 5 dư mấy? Dư 3. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái dãy này. Thầy liệt kê cái dãy này trước, cái dãy này nó thưa hơn nên mà liệt kê nó sẽ ít ít số hơn. Chia một dư 9 là 9, 20, 31, 42. Đã có số nào chia 5 dư 3 chưa? Chưa có. 53, à đây rồi, 53. Kết quả bài toán này sẽ là 53. Bây giờ thầy có bài tiếp theo đó là bài số 6. Bài số 6 đề trường am đấy. Cũng đơn giản thôi đúng không nào? 2003 chữ số 7. Đây. Đúng không? Phải cộng thêm vào số đó ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số chia cho 5. Vậy cộng thêm A đơn vị để được số chia hết cho 5. Chúng ta thấy là à, chia cho 35. 35 lúc này tách thành 5 và 7. Bản thân cái anh này là chia hết cho 7 rồi. Nên chúng ta suy ra A nhỏ phải chia hết cho 7. Và chúng ta thấy A lớn chia 5 dư 2 tận cùng là 7 nên chia 5 dư 2. Và thầy sẽ suy ra A nhỏ chia 5 phải dư 3. Bây giờ thầy liệt kê cái dãy này nó thưa hơn này. A bằng 7 này. 14 có được không? Không. 21 không? 28. Ok. 28 chia 5 dư 3. Đáp số bài số 6 là 28. Bài số 7 nào. Ờ, bài số 7 là một bài khác rồi. Bài số 7 chúng ta để ý này là chia hai số có 5 chữ số khác nhau, có số dư là chừng này. À đây là hai số có 5 chữ số cho nhau nhá. Và số dư là 49.993. Bài này thầy chữa rất rồi. Hãy tìm số bị chia biết rằng nó chia cho 8, tức là số bị chia chia cho 8. Bây giờ thầy phân tích một chút cái số dư nó là bốn mươi chín trăm chín mươi ba như vậy số chia sẽ phải lớn hơn bốn mươi chín trăm chín mươi ba và cái số bị chia của chúng ta cũng chỉ có 5 chữ số nên chúng ta sẽ thấy bắt buộc thương của chúng ta phải bằng mấy thương phải bằng một đúng không thương bằng một vậy khi đó chúng ta sẽ thấy là số bị chia sẽ bằng số chia nhân với một rồi cộng với số dư như vậy số bị chia sẽ bằng uh, số bị chia sẽ bằng số chia cộng với số dư là 49.993 và cái này phải chia hết cho 8 chúng ta thực hiện phép chia chúng ta sẽ thấy cái này chia 8 dư 1 nên là chúng ta sẽ tìm cái này phải chia 8 dư mấy nhỉ dư 7 chia 8 dư 7 thì chúng ta sau khi chúng ta tìm chúng ta sẽ được là 49.999 cái này dư 1 cộng thêm 6 đơn vị sẽ chia hết chia chia 8 dư 7 rồi cộng 49.993 và số bị chia của chúng ta là 99.992. Rồi, đáp số bài toán này 99.992. Rồi. Bây giờ thầy đến bài số 8. Bài số 8 là một bài đề thi vật trường Am năm 2005 2006. Đây là một bài cũng tương đối là khó. Tìm một số tự nhiên biết rằng số đó chia 5 dư 4, chia 8 cũng dư 4. À, hai cái số dư nó thế nào với nhau? Nó giống nhau. Vậy thầy có thể làm bằng cách là thầy lấy A trừ đi 4. Thì nó sẽ được số chia hết cho 5 và chia hết cho 8. Bây giờ chúng ta hãy hình dung. Số bị chia của chúng ta nó giống như là một lượng gạo. À, cái A trừ 4 này nó giống như một lượng gạo. Vậy chia cho 5 và chia cho 8 thì giống như việc là 5 người ăn và 8 người ăn. Thế thì được hiệu của các thương là bằng 426 ngày 426 tức là số ngày nó chênh lệch nhau là 426 vậy chúng ta nhớ đến cái bài toán tỷ lệ thuận tỷ lệ nghịch chúng ta thấy là hai cái thương này nó sẽ tỷ lệ theo tỷ lệ 5 phần 8 đúng không vậy thì nếu mà cái thương thứ nhất là 5 phần thì cái thương thứ hai tức là chia cho 8 thì được thương là 5 phần thì khi chia cho 5 sẽ được thương là mấy phần 8 phần tỷ lệ mà và chúng ta sẽ thấy cái phần này là 426. Chúng ta lấy 426 chia cho 8 trừ đi 5 và chúng ta được là 142. Như vậy 142 là giá trị của một phần. Vậy cái thương kia sẽ là 142 nhân với 5 bằng 710. Đúng không? 710. 710 là thương thứ hai vậy kết quả số bị chia sẽ là 710 nhân với số chia là 8 rồi cộng với số dư là 4 chúng ta sẽ được là 5684 rồi đáp số bài toán này là 5684 đây là một bài tương đối khó nhá tương đối khó ở lớp thì thầy đã hướng dẫn chúng ta cách nếu như trong tình huống chúng ta không nghĩ ra phương pháp giải chúng ta vẫn có thể tìm được đáp số đó là chúng ta giải bằng phương pháp giả thiết tạo đó là gì Chỗ này là thầy thử a 4 bằng 40 hoặc là 80 chia cho 5 và 8 mà 120. Thế bây giờ thầy thử nếu a 4 bằng 40 thì hai cái thương đó một cái thương là 8, một cái thương là 5 thì hiệu của nó là 3. Còn nếu là 80 thì một cái thương là 10 6 và một cái thương là 10 thì hiệu là 6. Tương tự như vậy chúng ta tăng cho đến lúc hiệu nó bằng 426. Nó giống với bài toán giả thiết tạm thôi. Bây giờ thầy có bài số 9, bài số 9 thì lại dễ rồi. Bài số 9 là đề trường am 2006 hay à, 007. Số gồm 2006 chữ số 7. Đây. Bài này dễ nhá. Ai cũng phải làm được. Cộng thêm bao nhiêu để được một số chia hết cho 63? Thì 63 lúc này tách thành 7 và gì? 9. Bản thân cái này chia hết cho 7 nên là a nhỏ cũng sẽ phải chia hết cho 7. Còn cái này, a lớn này là 7 cộng các chữ số 7 x 2006 2 cộng 0 0 6 là bằng 8 7 x 8 5 6 5 6 chia 9 dư 2 nên là suy ra cái A này sẽ chia 9 dư 7 và từ đây chúng ta liệt kê cái dãy ra chúng ta chọn luôn được chữ số 7 à, chọn luôn được 7 đơn vị rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với bài 10 Ồ, oh, bài 10 như sau bài 10 cho một số có 2014 chữ số. Đây là đề thi AM 2014 2015. Biết rằng với hai chữ số liên tiếp theo thứ tự đã viết, tức là từ trái qua phải thì tạo thành số có hai chữ số chia hết cho 17 hoặc chia hết cho 23. Đọc đến đây là chúng ta phải nghĩ ngay là à những số mà chia hết cho 17 ấy có thể là 17 này, 34 này, bao nhiêu nào? 51 này, bao nhiêu? 68, bao nhiêu? 85. Thế còn chia hết cho 23 đó là 23 46 69 và 92. Đọc tiếp nào. Nếu chữ số cuối cùng của số đó là chữ số 1. Ừ, như vậy chữ số cuối cùng là 1. Vậy thì cái số hàng chục mà để ghép với 1 tạo thành số có hai chữ số chia hết cho 17 hoặc 23 chúng ta dò ở đây này. Đây một đây thì trước tiếp theo nó phải là gì? 5. Tiếp theo của 5 nó là 8. Tiếp theo của 8 đây nó là 6. Tiếp theo của 6 nào. Đây là 4. Tiếp theo của 4 3. Tiếp theo của 3 là 2. Ồ, tiếp theo của 2 là 9. Các bạn bảo cứ liệt kê này đến bao giờ mới xong? Trước của 9 là mấy? 6. À lặp lại rồi này. Vậy trước của 6 lại là 4. Trước của 4 lại là 3. Trước của 3 là 2. Trước của 2 lại là 9. Rồi, chúng ta thấy đây, năm số lặp lại một lần. Câu chuyện lúc này người ta hỏi chữ số đầu tiên ở bên trái là chữ số nào thì chúng ta thấy là 2014 chúng ta phải trừ đi mấy? Chỗ này có 3 chữ số chúng ta trừ đi 3 bằng 2011. Lấy 2011 chia cho mấy nào? Mấy số một đó 1 2 3 4 5 chia 5 chúng ta thấy là dư 1. Và đến đây thầy đã chứng kiến rất nhiều bạn làm rất tốt đến đây rồi nhưng mà chúng ta lại làm sai. Thế mới chán. Tại sao chúng ta làm sai? Là bởi vì chúng ta làm chưa đúng. <laughs> không phải tại vì chúng ta không cẩn thận ở đây là mình tính từ phải qua trái nên là dư một thì mình phải chọn cái số 6 này nhá yeah. đúng không rất nhiều bạn lại chọn chữ số 9 là sai nó phải là chữ số 6 rồi chúng ta có bài toán này đáp số là chữ số 6 bài số 11 đề trường cầu giấy có bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 9 mà trong mỗi chữ số trong mỗi số các chữ số đều là khác nhau và đều là lẻ vậy chúng ta thấy là cái số có bốn chữ số mà chia hết cho chín ấy nó có dạng là a b c d nó sẽ chia hết cho chín và chú ý ở đây là a khác b khác c khác d tức là đôi một khác nhau và a b c d là lẻ chúng ta thấy là lẻ vậy thì nó chỉ có thể là một ba năm bảy và chín đúng không nào 1, 3, 5, 7, 9 Thế thì lúc này chúng ta thấy nó chia hết cho 9 Như vậy thầy có tổng của bốn cái chữ số này Phải thế nào? Chia hết cho 9 Bây giờ mình sẽ nhặt ra bốn cái chữ số trong này để tổng nó chia cho 9 1 cộng 3 cộng 5 cộng 7 cộng 9 Thì thầy thấy cái tổng này ấy, nếu mà cộng hết lại ấy, Thì nó bằng là 25 như vậy bây giờ phải vứt đi một chữ số nào đó để tổng bốn chữ số nó chia hết cho 18 và chúng ta bỏ đi 7. Vậy chúng ta chỉ nhặt ra được là 1, 3, 5 và 9. Tổng bằng 18. Có nghĩa là ABCD chỉ được lấy trong 1 3 5 9 và lúc này bài toán trở thành là có các chữ số 1 3 5 9 tạo thành bao nhiêu số có bốn chữ số. Vậy chữ số hàng nghìn sẽ có 4 cách chọn. Sau đó chọn một chữ số đặt vào đây sẽ có 3 cách bởi vì đã bỏ đi một chữ số hàng nghìn rồi. Chỗ này là 2 bài toán lập số khá quen thuộc, chúng ta có đáp số là 24. Đáp số bài toán này là 24. Các em chú ý, đây là phần nâng cao nên là không phải là bạn nào cũng có thể hiểu được. rồi các bạn học sinh mà chưa được nắm vững kiến thức hoặc là chưa 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 có nền tảng tốt thì chúng ta chưa nên xem phần này vội, bởi vì xem chúng ta cũng không hiểu hết được và như thế chúng ta sẽ dễ bị nản nên là cứ học từ từ đã trước đã. Bài số 12, bài 12 khá là dễ. Chúng ta thấy cứ 4 số 1 ghép lại thì được một số chia cho 1111. Vậy 2013 chia cho 4. Nó dần dư 1 nên là cuối cùng cái phép chia này nó sẽ là dư 1. Bài này dễ thôi. Bài số 13. Sau khi chúng ta thực hiện phép chia thì chúng ta thấy là 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Chúng ta chia cho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 chúng ta sẽ được thương là 8. Và chúng ta sẽ thấy nó là hình như là nó dư 9 Kết quả là dư 9 Rồi bây giờ đến bài số 14 Bài 14 khá là hay Chúng ta thấy là tính tổng các chữ số của tích sau Có nghĩa là mình tìm cái kết quả tích này Sau đó mình tính tổng các chữ số của cái kết quả đấy Thì chúng ta để ý nhá Nếu như mà chúng ta thử này 3 x 4 là bằng 12 Các bạn có thể thấy là 33 x 34 sẽ bằng 1122 Vậy chúng ta nghĩ đến việc chúng ta thử thêm lần nữa 333 nhân 334 chúng ta sẽ thấy đây kết quả là 111222 và đến đây chúng ta đã ra được kết quả rồi đúng không chúng ta thấy đây có 2014 chữ số 3 thì kết quả nhân vào ấy đây nhân với cái này 334 kết quả ấy, nó sẽ là 111, 111 2014 chữ số 1 sau đó là 222 222 2014 chữ số 2 được chưa và lúc này tính tổng tức là chúng ta tính tổng các chữ số ở đây thì rất là dễ chúng ta lấy 1 cộng 2 nhân với 2014 kết quả là 3 x 2014 là 6042 đó Tuy nhiên đây là cái cách mà chúng ta có thể tìm ra quy luật ngoài ra thì chúng ta còn có một cách nữa đó là các bạn nhìn thấy là cái 3333 này mà nhân với 3 ấy, thì nó bằng 9999 thế còn cái 3334 này nhân với 3 này nó bằng 100002 vậy thầy sẽ tách cái S này nó phải bằng là 111 111 nhân 3 rồi nhân với 333 3334 thế thì cái này nhân với nhau ấy nó sẽ thành là 100002 rồi 111 111 đây nhân vào Chỗ này chúng ta sẽ thấy là nó phải có là bao nhiêu chữ số 0. Chúng ta thử nghĩ thế nào. Ví dụ nhá, chúng ta cẩn thận 3 nhân với 34 thì bằng 102. 3 nhân với 334 thì bằng 1002, tức là có bao nhiêu chữ số 3 nó sẽ cho chúng ta bấy nhiêu chữ số 0. Vậy chỗ này là 2013 chữ số 3. Và 2013 chữ số 0 và sau khi nhân vào thì chúng ta cũng thấy kết quả nó giống như thế kia đó đúng không lấy 111 này nhân với 2 thì được 22 này xong lấy 111 nhân về đây rồi ok đáp số bài toán này là 6042 bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 15 tính tổng các chữ số ở đây thì có những bạn loay hoay là chúng ta không biết tính cái tổng này bằng cách nào thì chúng ta để ý này thầy viết cái A này để tính nhanh thì chúng ta sẽ đưa về số tròn trục tròn trăm, tròn nghìn Như vậy 9 này thì bằng 10 chữ 1 Sau đó thì cộng với 99 thì bằng 100 Chữ đi 1 Sau đó thì cộng 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 Chỗ này là 1 000 Chữ đi 1 Và cái cuối cùng nó sẽ là 9999 này nó chính là 1000000000 Chữ 1 Chỗ này là 2014 chữ số 9 Thì chỗ này sẽ có 2014 chữ số 0 Và lúc này chúng ta sẽ làm bằng cách như sau cộng hết những anh 10 một cách này lại thì nó sẽ được là 1 chấm 1, chấm 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 111 và cuối cùng là 0. Chỗ này 2014 chữ số 0 thì sẽ có 2014 cái 10 100 này ra sẽ được 2014 chữ số 1. Rồi sau đó trừ này. 1111 ở đây như vậy sẽ có 2014 đơn vị. Và chúng ta thực hiện phép trừ thôi. Thực hiện phép trừ nhá, 0 trừ đi 4 được kết quả là 6 nhớ 1. 1 trừ đi 2 được kết quả là 9 Nhớ 1 sang đây 1 chữ 1 hết 1 trừ đi 2 là 9 Sau đó 1 trừ đi 1 hết Và trước thằng này nó là 1 hết Đây là chúng ta thấy này Cái số này có 2014 chữ số 1 Và thêm một chữ số 0 nữa Tức là 2015 chữ số Vậy chúng ta đã bỏ đi 5 chữ số ở đây Thế thì chỗ này còn lại 2010 Và tổng các chữ số của nó Sẽ là 1 x 2010 cộng 0 cộng 9 cộng 0 cộng 9 cộng 6 bằng 2010 cộng 24 bằng 2034. Xong. 2034. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có bài số 16 là một bài cũng khá là khó. Cho A là số tự nhiên có 2009 chữ số. A chia hết cho 9. À, như vậy A chia hết cho 9. Bây giờ chúng ta thấy là B là tổng các chữ số của A Nên là suy ra B cũng sẽ thế nào Phải chia cho 9 C là tổng các chữ số của B Nên là C cũng sẽ chia cho 9 D là tổng các chữ số của C Nên D cũng sẽ chia cho 9 Thế làm nào để tìm được D Làm sao để tìm được D đây Có khó không nhỉ Chúng ta có này A có 2009 chữ số Nên là A sẽ bé hơn Hoặc bằng 999 999 giả sử đây là tất cả là 2009 chữ số 9 đi lúc này chúng ta sẽ thấy là B sẽ phải bé hơn hoặc bằng 9 nhân với 2009 và bằng 18081 B nhỏ hơn cái này vậy thì trong các số mà nhỏ hơn 18081 này thì C nhỏ hơn bằng bao nhiêu C là tổng các chữ số của B trong các số mà nhỏ hơn 18.081 này thì số nào có tổng các chữ số lớn nhất? Đó chính là số 17999. Như vậy C sẽ nhỏ hơn 1 cộng 7 cộng 9 cộng 9 cộng 9. 27 cộng 8 là bằng 35. C nhỏ hơn bằng 35 mà D là tổng các chữ số của C. Nên trong các số nhỏ hơn 35 thì số nào có tổng các chữ số lớn nhất? Đó là số 29. Như vậy D sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 2 cộng 9 Chúng ta chú ý D chia hết cho 9 Mà D lại nhỏ hơn hoặc bằng 11 Nên là dễ dàng tìm được D phải bằng 9 Hiển nhiên là D không thể bằng 0 được Tổng các chữ số thì không bao giờ để tổng các chữ số bằng 0 được Đúng không? Cái số đó nó khác không Thì tổng các chữ số kiểu gì nó cũng Có cái hàng lớn nhất nó khác không rồi Nên nó không thể bằng 0 Vậy D bằng 9 đây là một bài toán sử dụng dấu hiệu chia hết khá là hay. Bài số 17 Chúng ta có hình như là chúng ta có 21 bài Rồi chúng ta làm tiếp nào Bài số 17 Bài này khá là dễ Bài của lớp 4 thôi Sau khi uh, có 5 hộp này 40, 45, 50, 65, 71 Sau khi bán một hộp Thì còn lại số cam gấp 3 lần số táo Như vậy khi đó táo là một phần Thì cam sẽ là 3 phần và tổng nó phải chia hết cho 4, nó là 4 phần. Rồi chúng ta sẽ tính cái tổng này và chúng ta bỏ đi một cái số nào đó để nó còn lại nó chia hết cho 4. Bây giờ thầy lấy nhá 40 cộng 45 cộng 50 cộng 65 cộng 71. Đây là 85 cộng 50 là 135, 200, 271. 271 chỗ này nó chia 4 nó đang dư 3, vậy phải vứt đi hay là bán đi một cái hộp chia 4 dư 3 chia 4 dư 3, chia 4 dư 3, đây rồi. Bỏ cái hộp 71 này đi. Vậy còn lại sẽ là 200. Đúng không? 200 và chúng ta chia cho 4 thì chúng ta sẽ thấy là cái này là 50. Đúng không? Vậy số táo còn lại là 50. Bài số 18, 2009 viên bi xanh, đỏ, vàng, người ta cho bi vào một hộp theo thứ tự này, một viên vàng, một viên xanh, một viên đỏ, rồi lại tiếp tục một viên vàng, một xanh, một đỏ cứ tiếp tục như vậy cho đến viên bi cuối cùng. À, hỏi có bao nhiêu viên bi xanh, bao nhiêu viên vàng, bao nhiêu viên đỏ, viên cuối cùng là màu gì? Thế thì chúng ta sẽ thấy là 2009 một xanh, một vàng, một xanh, một đỏ chia cho 3 chúng ta được là 660 mươi uh, 669 và dư 2. Vậy thì cứ bỏ vàng, xanh, đỏ, vàng, xanh, đỏ vậy dư hai ra sẽ phải bỏ thêm một viên vàng và thêm một viên xanh đúng không vậy cuối cùng viên cuối cùng là viên xanh rồi thì còn bỏ bao nhiêu viên xanh bao nhiêu viên vàng à, chúng ta thấy là số viên vàng và số viên xanh sẽ bằng nhau là bằng 669 cộng 1 là bằng 670 thế còn số viên đỏ thì chỉ là 669 thôi rồi như vậy đáp số bài toán này các bạn à, thầy sẽ ghi như sau người ta hỏi là bao nhiêu viên bi xanh là 670 bao nhiêu viên bi vàng là 670 bao nhiêu viên bi đỏ là 669 thế còn viên cuối cùng sẽ là viên xanh rồi bài số 19 có bốn con ếch nằm ở đáy giếng sâu ban ngày chúng bò lên được 16 ban đêm thì con thứ nhất tụt xuống 14 con thứ hai tụt xuống 12 con thứ ba tụt xuống 11, con thứ tư tụt xuống 10. Ngày hôm sau chúng lại tiếp tục bò lên. Hỏi sau mấy ngày thì cả bốn con ếch bò ra khỏi giếng. Chúng ta phân tích là 4 ngày thì cả bốn con ếch à sau bao nhiêu ngày thì cả bốn con ếch bò ra khỏi miệng giếng vậy. Cả bốn con bò ra khi cái con mà đi chậm nhất ấy, nó bò ra khỏi giếng. Vậy con nào là con đi chậm nhất? Thì ban ngày đều bò lên được giống nhau nhưng mà ban đêm lại tụt xuống tận 14 m nên là cái con này sẽ là con đi chậm nhất, tụt xuống nhiều nhất. Bây giờ chúng ta thấy là một ngày nó sẽ được là 16 trừ đi 14 là bằng 2 m. Rất nhiều bạn sẽ làm cái phép toán là lấy luôn 40 chia cho 2 là bằng 20 ngày là sai bét. Chúng ta chú ý cái ngày cuối cùng ấy, giả sử cái chiều này là 40 m này thì cái ngày cuối cùng ấy sau khi nó đi lên 16 m này rồi thì nó sẽ không tính tụt xuống nữa. Nên là chúng ta phải ước lượng cái khoảng này và cái phần 16 này trước khi nó đến cái 16 này thì chúng ta ước lượng là khoảng bao nhiêu nhỉ? Ở đây là chúng ta thấy là 40 16 là chỗ này là 24. 24. Thì nếu mà sau 24 uh, mét này thì sau là 24 chia cho 2 là bằng mười mấy ngày? 12 ngày. Đúng không? Sau 12 ngày đêm. Chúng ta thấy là sau 12 ngày đêm thì nó sẽ đi được là 12 x 2 bằng 24 m và thêm ngày thứ 13 thêm ngày thứ 13 thì nó sẽ đi thêm là 24 cộng với 16 và nó bằng 40 m và lúc này nó lên miệng rồi thì nó không tụt xuống như vậy chúng ta sẽ thấy là câu hỏi đây là sau mấy ngày thì chúng ta thấy là sau 13 ngày và 12 đêm thôi Đúng chưa nào? Đấy, các bạn chú ý cái chi tiết đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến bài 20. Bài 20 người ta bảo rằng là lúc đầu có 15 miếng bìa, người ta lấy ra một miếng rồi chia miếng đó thành 6 miếng nhỏ. Như vậy đang có một miếng mà chia thành 6 miếng nhỏ thì nó sẽ tăng thêm 6 và mất đi một miếng. Vậy thì nó sẽ tăng thêm là 6 trừ 1 bằng mấy? Bằng 5. Hỏi sau một số bước ta có thể nhận được 2013 miếng hay không? Chúng ta thấy nhá, lúc đầu nó là 15 miếng. Bây giờ lấy ra một miếng nào đó, xé thành 6 miếng thì nó sẽ tăng thêm 5 miếng và được 20 miếng. Xong 20 miếng này lấy ra một miếng xé thì nó lại tăng thêm 5. Như vậy, chúng ta thấy là cái số miếng nhận được luôn luôn chia hết cho 5. Trong khi đó 2013 này không chia hết cho 5 nên câu trả lời của chúng ta là không thể được. Còn bài này chúng ta đi thi chúng ta lập luận tự luận thì chúng ta cũng lập luận như thầy thôi nhận xét là mỗi một lần lấy một miếng xé ra làm 6 miếng thì tổng số miếng tăng thêm là 6 1 bằng 5 lúc đầu có 15 miếng nên tổng số miếng sẽ là 15, 20, 25 vân vân luôn luôn chia hết cho năm 2013 không chia cho năm nên chúng ta thấy là câu trả lời là không thể bài số 21 là bài thi vào lương thế vinh năm 2019 2020 đây là một cái bài toán cũng khá là khó đấy bài khó của đề lương Thí vinh ấy. có bao nhiêu cách chọn ra hai số khác nhau trong các số tự nhiên từ 1 đến 20 sao cho tích của chúng chia hết cho 9 bây giờ chúng ta phải phân tích này để chia hết cho 9 ấy hai cái a nhân b này mà chia hết cho 9 thì nó có khả năng là a chia hết cho 9 hoặc b chia hết cho 9 hoặc mỗi một anh này chia hết cho 3 thế bây giờ các số từ 1 đến 20 nhá 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 Như vậy có cái số 9 này 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Đây. Đúng chưa? Điều gì xảy ra nào? Bây giờ chúng ta sẽ thấy như sau Đó là Là cái gì? Bây giờ chúng ta sẽ thấy này Nếu như mà có một số là 9 Thì chúng ta ghép với 19 số còn lại đều được vậy sẽ được 19 cách. Nếu mà có một số là 18, chúng ta cũng ghép với 19 số còn lại thì đều được. Tuy nhiên, chúng ta thấy là ở đây là 9 và 18 và 18 lại ghép với 9 đã bị tính lặp hai lần nên là trong hai cái lần đó nó phải trừ đi một lần. Vậy thầy sẽ có số lần ở đây là 19 cộng 19 trừ 1 là bằng 37 lần. Đó là trường hợp mà có một trong hai số chia cho 9. Bây giờ chúng ta sẽ tìm trường hợp nữa là chỉ có một số hai số này mỗi một số chỉ chia cho 3 thôi mà không chia cho 9. Thế thì chúng ta có các trường hợp là 3 6 9 không được, 12 15. Chỉ có bốn cái khả năng này thôi. Thế thì nếu số thứ nhất là 3 thì số thứ hai có thể là 6 hoặc 3 12 hoặc 3 15 hoặc là 6 12 6 15 hoặc 12 15 thì chúng ta có là số cặp là 3 cộng 2 cộng 1 bằng 6. Đây nó chính là cái bài toán là bắt tay thi đấu vậy có 4 đội đấu với nhau các bạn đấu trận đúng không chúng ta sẽ có 37 cộng với 6 và kết quả là bằng 43 đây là một bài rất hay rồi như vậy chúng ta đã chữa xong 21 bài của cấp độ 2 các bài khó một lần nữa thầy nhắc lại là những bạn học sinh mà chưa được vững lắm thì chúng ta chưa nên học vội chúng ta lưu lại file lại chúng ta ôn tập kiến thức cơ bản trước đã sau đó chúng ta hãy làm dần những cái bài khó còn bây giờ thầy hiếu chào tạm biệt các em chúc các em học tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới